tìm thấy thi thể của nhà thực vật Scotland bị mất tích 2 năm trước tại Sapa. Thưa quý vị, tin từ Việt Nam, thi thể của nhà thực vật học người Scotland bị mất tích cách đây 2 năm trong một chuyến đi nghiên cứu đã được tìm thấy ở vùng núi phía bắc của Việt Nam. Nạn nhân là ông Jamie Taggart, 41 tuổi, lúc bị mất tích vào tháng 11 năm 2013, không quay trở lại sau chuyến đi nghiên cứu về các loài cây cỏ tại công viên quốc gia Hoàng Liên Sơn, gần với biên giới Hoa Lục. Người ta đã tìm được sổ thông hành và chiếc ba lô của ông tại phòng tiếp khách ở thị trấn Sapa, cách đó không xa. Hôm nay, em gái của ông Jamie Taggart là Janet Skidmore đã đưa tin nhắn lên Facebook cho hay là đã tìm được thi thể của người Anh vắng số. Người nhận được tin nhắn cuối cùng của ông Taggart là hai người bạn của ông. Lúc ông vừa được một người lái xe gắn máy chở đến công viên quốc gia Hoàng Liên gần với biên giới Hoa Lục. Cảnh sát địa phương được sự giúp sức của nhân viên tòa đại sứ Anh quốc ở Hà Nội đã mở các đợt tìm kiếm nạn nhân tại một vùng rộng lớn cùng với các thành viên của gia đình ông, nhưng không thành công. Cuộc tìm kiếm ông Taggart coi như là kết thúc trong vô vọng vào tháng 3. Nhưng vào tháng 10 năm ngoái, mọi người lại kêu gọi tìm kiếm thêm thông tin về nạn nhân bị mất tích đúng 12 tháng. Ông Tiger là người điều hành vườn thực vật Lin nổi tiếng tại Cove, tọa lạc tại bán đảo Rossness.